Kính thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ án công ty dược VN Pharma làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả. Được biết, hiện tại toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Nếu đủ cơ sở sẽ kháng nghị vụ án. Theo đó, hồ sơ vụ án VN Pharma đã được chuyển lên Viện Hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan này đang nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, nếu thấy có vấn đề sẽ kháng nghị theo thẩm quyền. Nguyên nhân rút hồ sơ là do hiện đang có quá nhiều quan điểm trái chiều về tội danh của các bị cáo là buôn lậu hay buôn bán hàng giả với những mức án hoàn toàn khác nhau. Đồng thời, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải báo cáo về nội dung vụ án, kết quả xét xử sơ thẩm lên Tòa án Nhân dân tối cao theo yêu cầu. Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm đến nay đã có 3 bị cáo kháng án kêu oan, trong đó có bị cáo Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc công ty hàng hải quốc tế SNC, người môi giới và bán thuốc H Capita. Trước đó, bị cáo Cường bị tuyên án 12 năm tù vì tội danh buôn lậu. Cũng liên quan đến vụ án này, trong phiên họp chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế với công ty VN Pharma một cách nghiêm túc bởi sự việc này liên quan đến sức khỏe của nhân dân. Vụ án của VN Pharma đã tạm khép lại nhưng mà hiện thì vẫn còn rất nhiều ý kiến tranh cãi về việc là hơn 9.000 hộp thuốc H Capita mà VN Pharma nhập có phải là thuốc giả hay không. Bộ Y tế thì vẫn kiên quyết khẳng định đó không phải là thuốc giả bởi nó vẫn chứa hoạt chất chữa ung thư. Trước khi mà nói kỹ hơn về điều này thì tôi muốn kể lại câu chuyện cũng liên quan đến thuốc của nhà báo Trần Đăng Tuấn. Ngày hôm nay ở trên trang cá nhân của nhà báo Trần Đăng Tuấn thì có chia sẻ về chứng đau răng của ông. Theo đó thì trước kia ông từng bị đau răng và được bác sĩ kê cho một loại thuốc của Pháp và chỉ uống vài viên là đã khỏi rồi. Lần sau đó khi mà ông bị thì bác sĩ đã không kê loại thuốc cũ bởi không nhập nữa do đã sản xuất nội địa được và thuốc được kê là thuốc nội với thành phần hoạt chất tương tự, chỉ khác ở tên thuốc mà thôi. Nhưng mà ông thì cũng đã uống vài vỉ và không thấy khỏi và cuối cùng thì vẫn phải nhờ người bạn ở Pháp mua cho loại thuốc lần đầu tiên mà ông sử dụng thì mới có thể đỡ được bệnh đau răng của mình. Vâng, câu chuyện của nhà báo Trần Đăng Tuấn chỉ là một ví dụ thực tế rất nhỏ nhưng nó chứng minh rõ ràng một loại thuốc dù có cùng thành phần, cùng hoạt chất nhưng nếu được sản xuất trong điều kiện không giống nhau, người ta gọi là không cùng điều kiện sản xuất tốt, GMP, thì độ giã, độ tan và khả năng thẩm thấu lên cơ thể người bệnh của mỗi viên thuốc đó cũng hoàn toàn khác nhau. Thuật ngữ chuyên môn người ta gọi đó là tương đương sinh học của thuốc. Yếu tố này có vai trò quan trọng quyết định hiệu quả chữa bệnh của thuốc. Điều đó giải thích tại sao hai loại thuốc có thành phần hóa chất giống hệt nhau nhưng không được mạo tên nhau, không được lấy nhãn của nhau. Vâng, với thuốc H Capita của VN Pharma thì Bộ Y tế hiện vẫn cho rằng là thuốc này có dược chất là capecitabine, hàm lượng được giám định là 97,5%, đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là H Capita là lô hàng có nhãn mác, có xuất xứ, có hồ sơ giả mạo, không có hồ sơ thật chứng minh tính tương đương sinh học của thuốc gốc. Vậy thì đã đủ điều kiện để coi đó là thuốc giả. Một chi tiết nữa cũng rất đáng chú ý đó là lô thuốc H Capita của VN Pharma có giá rẻ bất ngờ. Trúng thầu với giá chỉ 31.000 đồng một viên, trong khi giá mời thầu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã là 66.000 đồng một viên. Đó là chưa kể nếu như thông tin về việc chi hoa hồng hàng tỷ đồng cho nhân viên y tế của lãnh đạo VN Pharma là đúng, thì rất có thể là giá của viên thuốc này đã được nâng lên để bù vào khoản chi phí đó.